Guys, hello cả nhà, hello anh em, hello cả nhà nhá, hello anh em, what's up, xin chào cả nhà. Đây rồi, tôi về đây rồi. Ui, nhớ anh em dã man luôn, thề, nhớ thật sự luôn ấy. Đi mấy ngày thôi mà cảm giác như kiểu như là hôm qua tôi muốn về luôn mà xong phát là kiểu thôi, kéo có ăn uống nhậu nhẹt gì cả. Xong sự kiện phát là bạn đi về khách sạn ngủ một giấc, ngủ một phát, dậy phát ra sân bay luôn. Ra sân bay cái đóng thẳng về nhà, về Hà Nội ngay lập tức. Thật sự luôn, anh Quang đang bị treo giò hai trận sau chiếc thẻ đỏ anh. Không, anh có bị treo giò đâu. Anh vẫn đá bình thường mà, treo giò gì, em. Thẻ đỏ nha anh ạ. À đây, rồi ok rồi, bình tĩnh, lần lượt tôi sẽ kể những cái câu chuyện cho các bạn nghe. Đá chứ em ơi, đá bình thường, ok. Mẹ. Đi đá bình thường như thẻ đỏ có gì đâu các bạn. Nó là như này, xong rồi để tí nữa tôi kể cho các bạn nghe, mọi thứ nó phải bình tĩnh các bạn ạ, để cho tôi bình tĩnh á, để tôi sẽ phải lọc, chắt lọc trong trí óc, ký nhớ của tôi để tôi kể lần lượt từng câu chuyện cho các bạn nghe. Ừ, nay nhiều chuyện để kể dã man luôn. Ấy, thế là hành trình bọn tôi đi Sài Gòn tham gia cái sự kiện của Intel. Nhờ anh em bình tĩnh đã được không? Bình tĩnh, anh em bình tĩnh đã để em cho kiểu từ lần lượt những câu chuyện để cho mọi người vào đông đủ, mình sẽ kể chuyện dần. Chào nhau cái đã đúng không ạ? Chào nhau cái đã. Chắc chắn là sau mấy ngày anh em không gặp nhau là nhớ nhau lắm đấy, cho các bạn phải chào nhau đã. Anh em phải chào nhau cái đã, bình tĩnh. Mình phải chào nhau đã. Các bạn ăn cơm hết chưa? Anh em đã ăn trưa chưa? Tôi ăn rồi. Dậy hôm nay dậy sớm 10 giờ, hôm qua đi ngủ sớm mà. Hôm qua không có việc gì làm, không phải livestream. Thế là hôm qua đêm qua tôi đi ngủ sớm luôn. Ngủ để sáng nay dậy sớm để tỉnh táo để buổi chiều livestream để kể chuyện cho các bạn cho nó bon mồm. À, chứ mà ngủ dậy muộn là kể chuyện là không được bon mồm cho lắm. Thế là hôm nay tôi dậy sớm lắm, 10 giờ. 10 giờ tôi dậy, thế là tôi cho con tôi lên xe đẩy, hai bố con tôi đẩy nhau ra mẹ mày đầu ngõ. Ra ngõ chơi xong rồi đi một vòng, xong rồi cho con tôi lên cửa hàng chơi, gặp các chú, xong rồi cho thằng Hiếu nó đo chân cho con tôi để làm cái lắc chân cho thằng cá. Đấy, làm cho thằng cá cái lắc chân. Đó, sáng dậy sớm vậy đấy, kiểu mà đúng kiểu tiêu chuẩn của cảm giác như là người đàn ông của gia đình dậy sớm đưa con đi chơi các kiểu mà hạnh phúc phải lên thề. Đó, thế là tỉnh táo hôm nay livestream gặp các bạn. Yes sir. Hello cả nhà, xin chào mọi người. 3 ngày. 3 ngày chúng ta mới được gặp nhau đấy các bạn ạ. Thật sự luôn đấy. Đối với các bạn 3 ngày thì các bạn nghĩ là kiểu nó ngắn thôi. Nhưng mà đối với tôi 3 ngày mà không được gặp các bạn là tôi cũng nhớ phết đấy. Nói chung là cũng có những cái cảm xúc nó... Cái chuyến đi Sài Gòn này thực ra là đối với mọi người thì tùy. Nhưng đối với bọn tôi thì cái chuyến đi lần này nó quá nhiều là cảm xúc đi. Đối với cá nhân tôi ấy, chuyến lần này nhiều cảm xúc dã man. Nào là cái thẻ đỏ đấy, xong rồi nào là bọn tôi đá ao làng Moi League mà bọn tôi vào được tận vòng chung kết. Xong rồi là lại còn có gặp các bạn khán giả ở Sài Gòn. Xong rồi cái bầu không khí và cái nguồn năng lượng các bạn đưa đến cho bọn tôi, nó quá nhiều cảm xúc luôn. Thật sự, cũng đéo tin được luôn thì mà những cái chuyện này nó có thể diễn ra được các bạn ạ. Chứ không tin được là những cái chuyện đấy nó có thể diễn ra được. Oh my god, mắc cái fuck. Thế là đây như này. Chúng ta bắt đầu chuyến đi vào sáng ngày 23 đúng không ạ? Thì sáng ngày 23 từ từ phải lấy điện thoại đã để xem có cái ảnh ổn gì không. Lấy điện thoại xem có cái ảnh ổn gì không đã nhá. Let me check, man. À, có. Có ảnh. Đây. Ui, có ảnh đấy các bạn ạ. Nhưng mà tôi phải xóa mấy cái ảnh kiểu mẹ. Nhạy cảm đi chết mẹ, mà sao lại có ảnh mẹ ấy thế này.
có ảnh trên điện thoại. Đây đây đây. Ha, đây phải trình chiếu màn hình cái nhỉ. Hello mọi người nhá, mọi người đợi tôi tí. Để tôi trình chiếu màn hình ít ảnh ở điện thoại đã. Xong rồi đến đâu nói chuyện lần lượt. Xong rồi tí nữa mình check group. Xong rồi mình check các thứ. Đấy, có nhiều cái để xem ngày, để talk show ngày hôm nay lắm. Fan ơi, các bạn ơi, hôm nay nhiều thứ lắm. Anh em bình tĩnh đợi tôi lần lượt từng thứ một. Vội quá là chết. Vội quá là lẫn chết. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi, trình chiếu màn hình các kiểu đã. Yes sir, fan. Yes sir, bro, man. Điện thoại tôi còn sắp hết pin cơ. Mẹ, tôi vừa phải cắm sạc vội. Lên được khoảng 30%. Vừa ấy là nó còn có 1% pin ấy trước khi livestream ấy. Thế là tôi phải cắm vẹn ngay lập tức gấp. Cũng không để ý. Tại cũng không dùng điện thoại nhiều. Thế là nhiều khi điện thoại nó hết pin là mình đéo để ý luôn. Bây giờ đang không trình chiếu được cái điện thoại vào cái màn hình đây. Mau fuck. Như nào đây? Hôm nay talk show với lại hết giờ. Ơi, các em yên tâm. Chắc chắn là như thế rồi. Các em lại phải lo nhờ. Anh thì nhiều chuyện lắm. Tính anh thì nhiều chuyện, các em lại lo gì. Anh thì hôm nay lại kiểu mẹ dậy sớm nữa, lại còn sức khỏe, nó lại là kiểu mẹ năng lượng, ăn cơm trưa đàng hoàng, mẹ 100% luôn. Nhưng mà đéo lắt được mà thì được cày như vậy luôn. Nhìn này, đéo hiện ra mẹ một cái mà cái ứng dụng để mà kết nối. Bố phải mở lại. Cày vãi luôn thế. Run admin. Bực ca mình. Đợi tôi. Phản chiếu màn hình. Cứu ơi. Cứu đây, các bạn viewer đang đợi này. Thề. Các bạn viewer đang đợi này. Mẹ từ từ nhá. Để tôi tắt wifi đi xong tôi mở lại. Chắc là tôi nghĩ là do kết nối wifi đấy. Tắt đi mở lại đi. Sao lại bắt vào cái mẹ mình. Phải bắt vào cái ấy chứ. Bắt mẹ vào wifi khác rồi. Mau fuck. Đây 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 đây, chung wifi. Quên mất. Quên mất lại không chung wifi các bạn ạ. Tôi có cái ảnh tôi chụp xong rồi. À. Trời ơi. Tôi chụp ở trong group, tôi gửi trong group. Xong là quên mất. Không tải về rồi. Đây để tôi tải về đã. Tải mấy cái ảnh ấy về. Ok fan. Ok man ơi. Bây giờ để trình chiếu lại này. Hy vọng là được. À đây rồi. Vào rồi, vào rồi, vào rồi. Yes. Buổi sáng ngày hôm đấy, Bình thường là tôi đi lên sân bay là đi taxi các bạn ạ. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm đấy là đích thân sếp chạy xe chở tôi với chị Trang lên. Các bạn nhìn thấy bảnh không? Sai. Được sếp chở lên nhá. Tôi cho cam của tôi to ra tí đã. Trông bảnh đét không? Đấy, thế xong rồi là khi mà chạy lên đến sân bay xong thì em trai, em của chị Trang với cậu Anh Độ là chạy xe về. Đấy. Là lúc đầu là buổi sáng ngủ dậy là cậu em Tuân, thằng Tuân ấy, nó chạy sang nó đón tôi. Xong rồi nó đón tôi ra đầu ngõ nhà anh Độ với chị Trang. Xong rồi là bọn tôi đứng đợi anh Độ với chị Trang ra. Thế ra nơi thì anh Độ chạy xe lên sân bay. Xong rồi về thì Tuân chạy về. Đấy, đây là tôi chụp xong rồi tôi đóng vào. Đó, thì khi mà bọn tôi lên đến sân bay. Ôi, đáng yêu không? Đáng yêu không? Sao? Lại bảo không đi. Đẹp dai, đây là cốt vé, không có gì cả. Đấy, thì đây là cái ảnh mà tôi chụp check in ở trên máy bay là lúc mà bọn tôi gửi up và thông báo ở trong group đấy. Up thông báo ở trong group ấy thì chụp lại để up lên group để thông báo là xin nghỉ các bạn mấy ngày cho những bạn nào mà không biết. Ủa, mà vợ mới mua cho đôi giày đẹp dã man thì ok không? Vợ mới mua cho đôi giày đẹp dã man nha. Đấy, trông mà super star phết đấy chứ, đừng đùa. Nami à?
Đây là khi mà bọn tôi đến khách sạn. Lúc mà đến khách sạn thì anh em cũng đứng đợi check in thôi, bởi vì là cũng đến giờ rồi. Thì phòng của ai người ấy lên thế thôi. Nó cũng không có gì cái đoạn check in này cả, bởi vì là bọn tôi đi ở khách sạn Neko này ở khá là nhiều. Lần nào đi công tác bên Nemo họ cũng book cho bọn tôi ở khách sạn này. Lần nào cũng thế. Ở cũng phải 3-4 lần ở đây rồi, nên cũng quen mẹ rồi, nhân viên ở đây cũng quen mẹ mặt luôn. Zoro. Ở đấy tôi, thế là tôi thấy Zoro, tôi chụp hình Zoro với cả Nami các bạn ạ. Đó, đi quay live action xong rồi về Sài Gòn đi sự kiện. Đấy, Zoro này. Đó, Nami này. Đấy. Mọi người bảo tôi là Usopp. Usopp dạng đen đen đấy. Ừ. Tóc phải luôn. Để lúc đi mặc bộ này, lúc về cũng y hệt bộ này luôn mà cay. Sai. Mẹ cá ở nhà gửi ảnh cho tôi. Thề. Đáng yêu dã man luôn. Đấy, đi làm mà đi công tác mà mệt mệt là nhìn mấy quả ảnh như này cái là quên sầu mẹ luôn. Thề. Nhìn mấy quả ảnh là quên sầu luôn các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu là nó cứng cứng rồi. Bắt đầu là nó ngồi nó ngồi được, nó được bế được kiểu như này rồi. Đấy, bắt đầu là tươi tươi rồi. À, đây là sau khi mà bọn tôi đá trận bóng ấy xong, thì cái lúc mà đến đá bóng đấy thì cũng không có gì. Lúc đấy thì nó thật với các bạn, đá bóng thì trong lúc đá bóng thì cũng không có chụp ảnh chụp yết gì cả. Ảnh ọt thì là bên ban tổ chức, bên mấy anh em 500 này chụp. Thế là bọn tôi cũng chưa có cầm ảnh yết, chưa biết là cái ảnh ở đâu các bạn lấy ở đâu, là các bạn post khắp các group. Tôi không biết luôn. Đấy. Lúc này đá xong ra quán nhậu đây này. Là vào đến cái đoạn này là bắt đầu là say vãi luôn thế. Hôm nay về là nhậu say vãi cứt. Hôm đấy đúng là bọn tôi xác định là hôm sau đi sự kiện là chắc chắn là sẽ đéo thể nhậu được rồi. Thế hôm nay là bọn tôi phải nhậu gấp ngay trong hôm này là hợp lý. Đấy. Đây là anh Dũng Kazima. Đây là lúc mà bọn tôi đến để bọn tôi ngồi nhậu đây. Buổi tối ngày hôm đấy đá bóng đấy thì cũng chỉ có mấy món nhậu cơ bản thôi. Nhưng mà bia mẹ uống vãi hồn thề. Hôm đấy kiểu uống hết với tất cả các anh em đấy mẹ luôn ấy. Ai đến cũng mời cũng uống. Ai đến mời cũng kiểu ok giới thiệu xong, cuối cùng đến cuối cùng đến cuối bữa xong là quên mẹ hết luôn, đéo nhớ anh em nào luôn mà. Đến cuối là tôi với anh Độ với chị Trang với lại cả Tùng Béo ngồi trên một xe đi về. Là lúc đấy về là kiểu mẹ đứ đừ 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 rồi, đéo biết gì hết, say lắm rồi. Thế là về lúc đấy là anh em ở đây xong. Là mọi người ở trong team tôi ấy, mọi người trong team tôi ấy ở đây xong ấy là mọi người về là mọi người bảo là bây giờ ai về nhà quán nhà Bố Béo chơi. Anh em về quán nhà Bố Béo chơi thì có địa chỉ đấy rồi, anh em ra. Còn ai mà mệt quá thì về nghỉ cũng được. Thế là lúc đấy là bọn tôi đá bóng về thì người, các bạn biết rồi, đá bóng thì người nó rất là hôi. Thế sau khi đá xong, thế là tôi với anh Độ với Tùng Béo với cả chị Trang quyết định là về khách sạn để đi tắm. Đấy. Đấy là Quang Bạch, bảy nhạc ấy, bàn bọn tôi. Là quyết định là về đi tắm. Thì sau khi mà tắm xong, không, ngồi trên xe, lúc ngồi trên xe là bọn tôi đã nói chuyện với nhau rồi. À, qua. Anh bây giờ anh say lắm rồi. Bây giờ là mày có đi sang kia không? À, em thì em cũng chả biết được. Em cứ về em tắm cái đã, cho nó sạch sẽ đã. Xong rồi đi được hay không thì còn phải xem là mẹ tình hình như nào nữa. Đấy, em còn phải tắm đã. Đúng không? À, ừ. Anh nghĩ là anh cũng về anh tắm chứ. Thế như này nhá. Bây giờ anh về anh tắm. Bây giờ là 11 giờ này. Thế bây giờ là tắm xong là đúng 12 giờ là tao gọi điện cho hai thằng mày. Là anh em mình tập trung là đi sang bên quán thằng Bô. Đấy. Ui, đi bạn. Tôi với Tùng Béo kiểu ui, what the fuck mà. Kiểu anh Độ vẫn còn kiểu có thể đi được hay sao. Thế là Tùng Béo ấy bảo là anh cứ yên tâm, bọn em thì chắc chắn là như thế rồi, quan trọng là anh có gọi được bọn em hay không thôi. Đấy. Thế là về thì tôi với Tùng Béo là thay nhau đi tắm. Đấy, thế tắm xong à, sấy tóc khô cong, lau người khô cong rồi, tôi mới lên giường tôi nằm. Lúc đấy là đâu đấy khoảng 11 rưỡi. Tôi mới lên giường tôi nằm, tôi bảo đợi ơi, bây giờ là nằm đợi anh Moi gọi xong rồi đi nhá Tùng Béo nhá. Thế là tôi nằm đấy xong định bảo, từ lúc nào không hay tôi định bảo, chìm vào giấc ngủ. Thế là tôi ngủ được khoảng tầm nửa tiếng, là khoảng 12 giờ. Thế là lúc ấy Tùng Béo nó cũng định bảo, ngồi nó đợi, nó kiểu sốt ruột lắm rồi. Nó cứ ngồi ở sofa, nó cứ ngồi nó đợi. Nó cứ bấm điện thoại, nó ngồi nó chơi game, nó ngồi nó xem cái gì, clip linh tinh, nó ngồi nó đợi. Nó sốt ruột lắm rồi.
nó đéo chịu nữa. Nó bảo thôi anh ạ, em quyết định rồi, em không đợi anh Độ nữa, em đi cùng, em đi trước cùng với lễ hội thằng Ben với lại cả anh Chip đây. Thế là nó quyết định nó bỏ tôi, anh cứ nằm ngủ đi, khi nào anh Độ về, gọi anh thì anh dậy nhé, anh đi nhé. Thế là nó quyết định nó bỏ tôi, nó đi trước, nó xuống nó đi trước cùng với hội cả anh Ben với lại cả anh Chip. Thì nó đi được một lúc khoảng đâu đấy khoảng nửa tiếng, là khoảng 12 rưỡi, thì khi tôi cũng đã mẹ chìm vào giấc ngủ rồi thì anh Độ bắt đầu gọi điện cho tôi. Quang ơi, mày ngủ chưa? Thì lúc đấy tôi bảo em ngủ rồi anh ạ. Thôi, đã hứa như thế rồi mà bây giờ lại không ra nữa thì không được. Thôi bây giờ mày ở phòng nào, mày dậy đi để anh xuống anh đón mày. Tôi bảo thôi anh không phải đón, nếu mà đã đi được thì đi, em lại dậy. Thế là tôi lại dậy. Anh em tôi lại hẹn nhau đúng 1 giờ có mặt ở dưới sảnh khách sạn để đi ra quán thằng Bô. Ủa, thế là tôi ngủ dở 2 giấc mà xong tôi mới dậy được ra đi ra quán thằng Bô. Đây là lúc mà tôi đã uống bia với cả 500, lúc sau trận bóng nên uống vãi lìn sạch. Say mức như này cơ mà. Say đến mức như thế này rồi cơ mà. Không tỉnh táo được nữa rồi, không thể dậy được nữa rồi. Không thể ngoi dậy được. Bọn thằng Bô, thằng Nhím nhá, cái hội này là hội ra sau này. Bọn này đi đá bóng xong về là còn về khách sạn thay quần áo, tắm giặt, mẹ xịt nước hoa thơm phức nữa. Thề mẹ mày đi nhậu, đá bóng nhậu xong chứ có phải là mẹ đi tơ đâu mà phải xịt nước hoa. Thế là về nó tắm giặt xịt nước hoa thơm phức ra, lúc mà bọn tôi đấy nó bọn ra nơi là anh Khôi đã như thế này rồi. Trông chúng nó tươi vãi cứt không? Là chúng nó vừa tới đấy. Còn anh Khôi đã như thế này rồi. Khổ vãi lìn mấy thằng em, mẹ mày đéo ra cứu ông anh gì cả. Ông anh thì thôi, mẹ mày quý lắm bạn. 500 bros quen hết, ai cũng quen, ai cũng thân. Ôi mẹ ừ thân quá cơ. Ai cũng thân, thân thì thân thế thì thôi. Ai người ta cũng mời cho mẹ Ben lúc đầu ngồi cạnh tôi, lúc sau cũng phải ngồi mẹ sang bên này luôn tâm sự các em. Đấy. Gãy. Mẹ mấy thằng em đến mẹ mình chạy tiếp sức nhưng mà đến muộn các bạn ạ. Làm ông anh gây vãi đái thế. Gãy luôn mà. Thế là lúc sau là không ngồi đấy được nữa, lúc sau là phải cho vào trong các bạn ạ. Không ngồi được ở ngoài này nữa rồi, lúc sau là phải đưa vào bên trong. Đi bạn. Anh Huy suy, không sao các bạn ạ. Anh Huy suy thôi. Suy vãi lộn thề. Mới chia tay xong các bạn phải thông cảm nha, không vấn đề gì hết. Suy. suy. Không sao, không vấn đề gì cả. Đấy, anh Hiếu. Lúc sau là anh Hiếu. À, anh Hiếu hôm đấy đi đá bóng mà đi xem bọn tôi đá bóng, đi cổ vũ. À, có cả anh Hiếu ngồi đấy nữa. Đấy, nhậu nhẹt. Thì tôi chụp ảnh anh Hiếu mấy cái. Đó, thì đấy, sau khi mà bọn tôi, à đây, đây là cái lúc mà sau khi mà anh Độ gọi tôi dậy 1 giờ sáng đấy. Đúng không? Đúng. Trong máy ảnh, trong điện thoại của tôi là 00:59. Tôi luôn luôn là để bạn kinh ập đúng giờ các bạn ạ. Đéo bao giờ đi muộn, đéo bao giờ lệch 1 phút nào cả. Luôn luôn là người đúng giờ, hiểu không? Tôi đứng ở dưới sảnh đúng 1 giờ. Anh Độ muộn 5 phút, à đâu 3 phút, anh Độ muộn 3 phút, anh Độ mở cửa sảnh ra, anh Độ nói thẳng với câu tôi ngay đầu tiên luôn. Anh xin lỗi Quang, anh muộn 3 phút. Các bạn thấy không? Là tôi là kiểu đi mẹ chuẩn giờ vai cái liền luôn. Đấy. Đi chơi Sài Gòn thì bình thường thì ở Hà Nội thì 1 giờ lúc đấy là đi ngủ rồi. Tự nhiên thì vác xác đi bạn đi ra đường chơi làm cái gì, nhưng mà đã vào đến Sài Gòn là phải đi bạn đi chơi buổi đêm, đúng không? Sài Gòn là sống về đêm mà. Đấy, anh em thấy không? Bảnh không? Đi ra đường là phải bảnh. Nhìn mà trông kiểu như giai 18 ấy. Ở tóc hôm ở tóc đấy tầm lúc đấy là đêm muộn rồi cho nên là tôi cũng không có vuốt sáp nữa. Ở thôi thì đi đêm mẹ chắc đéo ai ngắm đâu, vuốt sáp làm đéo gì. Trông kê la vãi lòn sa. Sa. Bảnh thật sự sa. Mẹ đây, đấy là lúc bọn tôi đến quán Bô Béo thì lúc ấy đến thì cũng đói. Bắt đầu là mọi người có đồ ăn nào là ché này, đây là rượu này, ừ không phải rượu.
nó kiểu dạng như là cocktail thôi, uống nó cũng gọi là hoa quả thôi, nhưng mà trông cũng hấp dẫn phết. À. Thì có phải tự nhiên nhìn tìm tìm trong đéo nhớ là ở đâu lấy cái ảnh, thấy cái ảnh này trông buồn cười vãi luôn thề. Ngày đấy là đợt đấy là con đi tập đàn vãi cứt luôn thề. Ở đấy con đi tập đàn, tập dã man, nhưng sau một thời gian kiểu mẹ bận quá, nhiều việc quá, đi làm thế là không có thời gian đi tập nữa. Thế là bỏ tập đàn đấy chứ, chứ không mẹ ngày trước cũng cây đàn. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân nga chúng ta cùng hòa ca. Áo chấm bi nhá, mau fuck, gầy đét luôn anh em. Bây giờ béo đẹp dai hơn còn gì nữa. Anh Huỳnh Công Hiếu. Đây là lúc mà bọn tôi đến sự kiện. Ngày hôm sau là khi mà bọn tôi đến sự kiện các bạn ạ. Đây là anh Huỳnh Công Hiếu. Lúc này là lúc Rieso. Thì nó vẫn còn chưa có ai vào mà. Bởi vì các bạn lúc đấy còn đang xếp hàng ngoài. Ủa, đông dã man. Đông dã man luôn anh em. Bọn tôi đi đến lúc đấy là khoảng 3 giờ. Mà chương trình là khoảng 5 giờ mới bắt đầu. Khi bọn tôi đến 3 giờ đến thì thấy các bạn đã xếp hàng ở xung quanh cái nhà thi đấu này. Một hàng dài khoảng, tôi thấy nó dài lắm. Dài dã man ấy, đi taxi mà kiểu mãi mới tới. Thế là thấy các bạn đứng ở ngoài xếp hàng rồi. Thế bọn tôi vào thì bên trong trống trơn, tôi cứ nghĩ là bên trong các bạn đã vào rồi cơ. Nhưng không, đến tầm 4 giờ, 4 rưỡi bắt đầu người ta mới cho các bạn vào từng tốp một lần lượt, nhưng mà không nghĩ được là ở Sài Gòn đông người như thế đấy. Nhưng mà các bạn Sài Gòn ạ, các bạn đã làm cho anh Độ kiểu bị kiểu muốn làm một cái offline ở Sài Gòn đấy, cho nên là tôi nghĩ là năm sau sẽ có một cái offline ở Sài Gòn đấy. Vì tại cái nguồn năng lượng của các bạn với lại cái sự nhiệt tình của các bạn, với lại các bạn nhiệt quá. Em ra là anh Độ kiểu càng thích luôn ấy. Nhưng mà tôi thì không có ý gì so sánh đâu, nhưng mà tôi thấy là cái việc đi sự kiện các bạn Sài Gòn, các bạn đi quá nhiều, các bạn quá quen với những cái sự kiện kiểu như này rồi, cho nên là các bạn nhiệt hơn với lại các bạn ở ngoài Hà Nội. Các bạn ở Hà Nội thì ít tham gia những cái sự kiện, cho nên là cái nhiệt nó cũng không được bằng các bạn ở trong Sài Gòn đâu. Nhưng mà tôi phải công nhận một điều là như thế. Các bạn Hà Nội đừng buồn, bởi vì chúng ta chưa quen thôi. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều sự kiện nữa thì sẽ các bạn quen hơn ấy. Còn các bạn ở trong Sài Gòn nhiệt thật, dã man. Ồ, nguyên cái sân Thống Nhất á. Ui, thế thì to quá. Chết, mẹ thuế hoành tráng quá em ơi. Làm nó vừa đủ thôi chứ. Đấy, lại mẹ Zoro với lại cả mẹ quả này là đéo gì nhở. Ây à, Ây hay có cái khăn bịt mặt ấy, nhưng mà hay là con nhân vật Aisa béo giống giống con nào nhở. Aisa béo giống cái gì nhở. Dâu đen à? Không, mẹ. Giống nhân vật nào ở trong One Piece. Dâu đen. Dầu đen cũng đúng cơ. Ừ, được. Dầu đen mồm lông. Cay thật. Có khăn lúc đéo là bịt mồm, bịt mặt. Ê, cảm ơn em. Cảm ơn Bình nhá, cảm ơn em. Rồi chúng ta sẽ lần lượt từng câu chuyện một, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Đấy, nói chung là cảm xúc nhiều lắm. Đó, đấy. Thím tôi. Thím tôi đấy. Bọn nó đi diễn mà. Thề. Thằng Bô này, thằng Nhím này, thằng Đép này. Đấy. Là mặc đồ đi diễn đấy chứ, chứ có phải là đi mẹ tham gia thi đấu giải thể thao điện tử đâu. Đây là mặc đồ đi diễn đấy chứ. Trông mẹ cạnh nghệ sĩ vãi đái luôn ông. Sao hạng A. Anh Độ, đây là tôi chụp cho anh Độ xem là kiểu thời tiết nó nóng ấy. Xong rồi là mặt anh Độ bị kiểu nói chung là nó nóng, trông nó kiểu bị đỏ đỏ lên ấy. Mấy chỗ trông nó bị đỏ lên, trông khổ thân. Đây là các bạn lúc ở ngoài, các bạn đứng ở ngoài. Mẹ, cái đoạn này là đoạn bên cạnh là nhà vệ sinh. Ơi, cái cửa bên trái này này là nhà vệ sinh. Thế mỗi lần bọn tôi đi đái là phải đi sang bên trái này.
mà cái nhà vệ sinh đi đái nó đéo cửa các bạn hiểu không? Hay là cứ mở cửa, à cứ đi vòng ra đi đái là mẹ bên trong thì đái nhưng bên ngoài là các bạn, anh Quang ơi, anh Quang ơi, đái nhanh lên anh Quang ơi, cay quá phải lìn thề. Mẹ thế đứng ở trong đái bọn nó cứ ở ngoài bọn nó gọi. Bực vãi đái. Thế xong rồi thò qua đầu thò qua cửa này thì lại phải mẹ bắt tay chụp ảnh với chúng nó một lúc. Ừ, chứ không lại khổ thân nó đứng ngoài đợi, lại bắt tay bắt chân đấy. Chia vui cùng nhau tí, thế là chia vui nhau thì chúng nó lại chụp ảnh lại, chúng nó bảo đi thăm trại với lại thăm cả sở thú thì gặp được anh Quang. Mẹ đi vào thăm tù thì gặp được các anh. Cay vãi lìn thề. Chúng nó dí cho bằng chết mà. Ừ, chúng nó dí cho bằng chết luôn. Bực mẹ đi đái xong mà chưa kịp rửa tay chúng nó bảo anh ơi cho em bắt tay gái mà ta chưa rửa tay được, chúng ta bắt bắt hết bắt hết đấy. Mẹ thề thật mà thầy ô níp bạn buồn cười vẫn còn thề. Thằng đép nó ra nó kể thầy ô níp vào cái phòng nhà vệ sinh ở giữa, thầy đóng con mẹ cửa lại, thằng đép thì đi đái ở cái phòng vệ sinh bên phải. Thì sau khi mà thằng đép nó đang đái thì thầy ngồi ở phòng vệ sinh bên trong, mà các bạn fan ở ngoài thì cứ thầy ô níp thầy ô níp. Còn thầy ngồi bên trong hỏi đép và đép ơi mày có giấy không? Giấy là để thầy hình như là thầy đi ỉa hay sao ấy. Mẹ đã biết là thầy nói thật đấy là thầy trêu. Thầy ngồi trong ỉa các em cứ ở ngoài mẹ Pino, Pino, Onip, Onip, Onip. Mà ỉa thế đéo mà được. Cay vãi thầy. Chịu các em luôn. Nhưng mà vui. Nhiệt tình dã man, chúng nó đứng từ chiều. Chúng nó đứng từ chiều cho đến tận tối luôn ấy, thật sự. Chỉ tiếc có một điều là không cái không gian nó không đủ để cho chúng ta có thể gặp được tất cả chúng ta gặp được nhau, nó hơi buồn một cái là như thế. Nhưng mà lần đầu tiên bọn tôi được trải nghiệm một cái cảm giác mà mình như là idol, mà kiểu ôi mà như kiểu idol Hàn Quốc với lại cả idol các ca sĩ và mẹ nổi tiếng luôn đấy, thật sự với các bạn luôn. Mẹ mình đi đâu kiểu ôi ua ra bắt tay đập tay nhau, ôi dã man nhào lên lao lên lao lên anh Quang dã man thật sự. Và cảm giác mẹ không tin là các bạn lại kiểu yêu quý bọn tôi như thế, bởi vì bọn tôi nghĩ là bọn tôi cũng chỉ thì bình thường thì đúng là bọn tôi là bình thường, bọn tôi chỉ là những người bình thường thôi, nhưng mà không nghĩ được là được nhận được cái sự yêu mến của các bạn lại nhiều như thế, các bạn đón nhận bọn tôi. Nhưng mà hình như đây cũng là cái sự kiện đầu tiên mà kiểu anh em bọn tôi gặp gỡ các bạn ở Sài Gòn thì phải. Bình thường là những cái sự kiện khác thì nó cũng chỉ nhỏ với lại cả không đi đông đủ anh em. Nhưng cái sự kiện này hình như là cái lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên các bạn, bọn tôi được gặp các bạn và lại vui như thế. Ui. Thế thì lần thứ hai các bạn ơi, offline, ao làng, MC Gaming, offline. Làm ở Hà Nội một cái rồi thì tôi nghĩ là chắc chắn là Sài Gòn sẽ có một cái rồi. Mẹ, rõ ràng Sài Gòn kiểu gì chả có. Quan trọng là vào ngày nào thôi, nhưng mà tôi nghĩ là với cái kiểu timeline như thế này thì với kiểu timeline như thế này thì tôi nghĩ là năm sau đấy. Anh Quang còn nhận đệ học chụp ảnh không ạ? À? Ôi rồi lâu lắm rồi anh có đi chụp ảnh nữa đâu. Bây giờ công nghệ chụp ảnh với lại cả các bạn Gen Z, các bạn trẻ, các bạn chụp ảnh đẹp lắm. Bây giờ anh là lỗi thời rồi, bây giờ anh là out meta rồi em ạ, à. Anh có làm nữa đâu. Ừ anh nghĩ là trong anh nghĩ là 1/4 năm sau chuẩn đấy em ạ, à. Lại có một cái sự kiện nữa, anh Độ sẽ bắt tay với một nhãn hàng ở đó, ví dụ như Tham Giáp chẳng hạn, để tổ chức một cái sự kiện cho các bạn thì sao, dã man. Làm hơi nước đấy, anh cảm ơn Béo nhá, làm hơi nước rồi tiếp tục đấy. Lại mở khóa màn hình ra cả. Ui, anh Độ lại báo là bị delay máy bay rồi. Mất trận bóng chiều nay rồi. Tạm biệt trận bóng, bọn tao delay 1 tiếng rồi, delay máy bay rồi. Xong. Đoàn bọn tôi thì có một nửa về trước và một nửa thì ngày hôm nay mới về. Là bọn tôi là tôi với Tùng Béo, nhà Tú, Hà, Ben đấy. Mấy anh em là về trước, thầy các thứ là về trước. Bông Mai đấy, chú Chip mọi người là về trước. Còn Bô Béo, Đép, Nhím, anh Độ, anh Khôi đấy, anh Sa Béo là về sau. Thì mọi người chiều nay mới về. Nhưng mà đấy đang bị delay, chắc là chiều nay không về đá bóng được rồi. Dã man thật. Nhưng mà hôm nay không biết có thiếu người không, nhưng mà chắc là vẫn đủ thôi. Đội bóng bọn tôi cũng đông phết, chả thiếu được à.
Tối nay chắc là anh Độ có live đấy các bạn ạ. Đến về thì chắc hôm nay live stream rồi. Tùy, nếu mà mệt thì sợ là nghỉ thêm một buổi. Còn nếu như mà khỏe thì mai live stream bình thường. Vấn đề gì? Đó thì đây là cũng ở bên trong. Đây là lúc mà các bạn đang vào để dần dần rồi đấy. Bọn đã đông dã man rồi nhá. Anh em đã vào đây là đông dã man rồi. Ở đây là lúc mà nhà anh Khôi lên, cả gia đình nhà anh Khôi lên để chụp cái ảnh kỷ niệm. Lần này đi thì anh Khôi cho cả bố mẹ là ông bà nội của em Khoai với lại cả em Khoai đi, hai vợ chồng với cả em Khoai đi để trải nghiệm cho bố mẹ cảm giác như là biết là về công việc của anh Lê Khôi như nào, với lại cho bố mẹ được trải nghiệm với cảm giác như là có các bạn khán giả, xong rồi có các bạn yêu quý, các bạn là người mà kiểu hay theo dõi và đồng hành cùng với lại cả anh Khôi. Đấy, thì năm sau mà có một cái chương trình như này ở Hà Nội nữa thì tôi sẽ kiểu cho bố mẹ tôi đi xem. Đấy. Đáng yêu. Anh cảm ơn Hiếu nhá. Mỗi nơi nó một khác em. Anh Huỳnh Công Hiếu 10 năm trước. Anh Huỳnh Công Hiếu đi cọ. Cười với luôn tề. Đang lúc đang ở sự kiện, thằng Dev nó gửi cái ảnh này vào trong group và bọn tôi cười vãi cứt thề. Anh Hiếu Best of Pistol à? Dã man thật, giải nhất luôn à. Anh Hiếu đỉnh. Anh Hiếu mẹ mày năm 2013 đã giành giải nhất mẹ mày của giải đấu chuyên nghiệp rồi. Hơi bị đỉnh đấy. Đây là lúc sau tôi có chụp ảnh với lại cả các bạn. Đi một vòng để chụp ảnh với lại cả anh em, mấy cái kỷ niệm về để có cái post vào group. Đấy, đông dã man luôn thề. Đi mấy góc, xong rồi cầm cả máy tôi, xong rồi cầm cả máy của các bạn nữa. Có anh em nào đang ngồi xem live stream ở trong cái góc này không? Dã man đông luôn thề. Các bạn nhiệt thật. Kiểu không lúc nào các bạn mệt luôn đấy. Lúc sau vào trong lều nghệ sĩ thì tôi vào phát thì nhìn thấy Kiều, Pháp Kiều với lại thằng Gừng ngồi ngay sau. Chắc Gừng đi cùng với lại cả Pháp Kiều đi chơi. Gừng, anh Quang. Thế là anh em ôm ấp nhau thứ, xong rồi tôi xin chụp ảnh với Pháp Kiều cái kỷ niệm. Thôi thì lần đầu gặp thì mình cũng chụp cái ảnh kỷ niệm. Coi như là gặp nhau rồi, để lần sau gặp lại có lý do để nói chuyện các bạn ạ. Lần sau gặp có lý do nói chuyện nữa. Thế lúc sau thì có cả anh B-Ray đến, nhưng mà lúc đấy là sau anh B-Ray là đến lượt bọn tôi đá mẹ chung kết rồi. Thế là đéo chạy ra chụp ảnh với anh B-Ray được. Thế là vừa khi mà về đến nơi thì bắt đầu là khi mà về đến nơi thì sau chương, gần xong chương trình rồi thì anh em mới nhắn tin bảo là anh em về chưa hay như nào đấy các thứ, thì bảo là thôi bọn em về rồi anh ạ, để dịp khác anh em mình gặp nhau sau, hay khi nào có dịp anh em có sự kiện rồi anh em mình gặp nhau sau các thứ. Đấy, dã man thật, không được chụp ảnh tiếc dã man. Đẹp dai. Đây, lúc anh B-Ray ra diễn này. Tôi quay lại được có ít cảnh thôi, không quay nhiều đâu, fan ạ. Tôi quay có tí thôi. Và vui là khán giả trong Sài Gòn nhiệt. Các bạn thuộc mà. Tiếng nhỏ quá. Được chưa? Nhưng mà anh B-Ray hát live hay thật. Nghe cháy quá này. Mỗi bài tôi chỉ quay có tí thôi à. Cái gì câu ngực cong mông thủ. Đêm nay không ngủ. Gọi anh ông chủ. Ngực cao mông thủ. Cháy dã man luôn. Đấy, lúc sau là anh em đứng hết lên, xong bật đèn flash. Có một cái điều là các bạn đi sâu hip hop
là luôn luôn đứng. Đã đi những cái show mà nhạc hip hop là mình sẽ đứng chứ không có ai ngồi cả. Thế là lúc sau anh Mirai anh phải gọi hết mọi người đứng lên, thì tôi ừ đứng lên là hợp lý dã man, xong rồi bật đèn flash các kiểu. Đẹp. Dã man, chẳng qua đứng lên như này thì các bạn đằng sau không nhìn được thôi. Hơi buồn một tí. Thì đúng là cái chỗ cái hội trường như này thì đứng lên thì đằng sau không nhìn được, nếu như mà nó là nhà thi đấu nó có chỗ ngồi kiểu kiểu theo hàng hàng thì còn được, hoặc là cái sân khấu nó cao hẳn lên thì còn được. Đây sân khấu thấp mà lại đứng lên thì làm sao mà nhìn được. Thì là cái này cũng phải thông cảm thôi. Con trai cưng của mẹ. Ui xồi. Anh Huỳnh Công Hiếu đi tập mà. Ui ôi mẹ mày đi tập thôi. Cơm rang mà với lại cả ừ. Top mỡ là cứ mà liên tục này chết. Tập tành như này chết. Đi con mẹ lại mất xe đạp, buồn vãi luôn. Đợt trước vừa mất xe đạp xong bây giờ lại mất cái xe đạp nữa. Suy đéo chịu được. Thề. Có cây xòe à? Cây xòe à? À sáng nay của em cá. Cây xòe đi. Đây là buổi sáng của em cá. Cây xòe đi. Thế á? Cây xòe đi. Cây xòe đi. Ây giời ơi. Đẹp dai nhở? Không tin được luôn đấy. Thề. Không tin được là con mình lại đẹp dai như thế đấy. Dã man. Ok, bây giờ check group này. Bây giờ đến đoạn là check group này. Hết ảnh ở trong máy tôi rồi. Lần này tôi không có chụp nhiều ảnh các bạn ạ. Bình thường là tôi cũng chụp nhiều ảnh lắm. Nhưng mà lần này tôi cũng không có chụp ảnh ọt gì nhiều. Đi kiểu cũng bận ấy. Thời gian đi cũng hết mẹ. Mất nguyên mấy ngày rồi. Check ảnh group của anh em thôi. Check mà hết của tất cả anh em luôn thì thôi. Best of the day ngày hôm nay luôn. Vãi lìn luôn. Quá nhiều ảnh trong ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ check group của tôi trước đi. Xong rồi tí nữa check đến group của anh em nha. Đấy, check những cái bài ở trong group trước. Xong rồi những cái bài duyệt nha. Màn trình diễn và pha nhận thẻ đỏ ở hiệp 2 của anh Lionel. Anh đã đến. Xấu hổ quá. Ui, các bạn xem đỡ quả bóng này. Quả này là phất từ tận sân nhà lên ấy, cao vãi lên. Đỡ quả bóng này. Ui, anh em đỡ quả bóng xong khán giả. Kiểu đỡ quả bóng dã man gọn. Vãi lên. Dã man. Chờ tí đến cái đoạn thẻ đỏ. Chồng thân thoát không? Nhanh vãi lì không? Chồng tôi nhanh vãi cướp đâu, anh đội ở đây phối hợp với tôi luôn. Để tôi đi bóng tôi qua anh Bomben luôn, anh Bomben mệt rồi. Sao? Kiến tạo, chuyển cho nhím này. Đấy, nhím trọng anh đội này. Bị phải phối hợp, bọn tôi phối hợp tam giác các bạn ạ. Đỉnh không? Phối hợp tam giác luôn. Đỉnh vãi lì. Tối nay vợ tôi cũng đẻ mổ à? Ui, chúc cho vợ bạn mẹ tròn con vuông nhá. Chúc gia đình bạn sức khỏe nhá. Tuyệt vời bạn ơi. Tuyệt vời. Đây. Đây quả này nhím trong tôi này. Đấy các bạn xem này, quả này này. Bạn xem quả này tôi này. Tôi đang chạy bóng nhá, nhìn này. Đây anh em, tôi bấm pau lại cho anh em nhìn rõ tình huống quả này luôn. Là tôi đang chạy và theo ra bóng nhá. Xong rồi tôi bị đối thủ cài người không bóng này. Tôi bị đối thủ cài người không bóng quả đấy này. Nhưng mà thực ra là quả đấy là nếu như mà tôi kiểu
Quả đấy nếu như tôi mà quả đấy nếu như tôi bị tôi mà kiểu quả đấy tôi mà ăn vạ ấy, hay là kiểu tôi lăn ra sân hay là như nào đấy thì quả đấy chắc là kiểu tài sẽ trọng tài sẽ kiểu thổi còi, không phải là tì đè đúng. Quả đấy là anh bị vào như nào ta, quả đấy là bị vào cả cả tay mà, bị vào cả tay mà, quả đấy bị vào cả tay mà, thế xong là anh mới hô trọng tài, nhưng mà quả đấy là trọng tài bị che rồi, cái anh ở đằng sau này, cái người đằng sau này là người ta che mất cái mắt của trọng tài rồi, cho nên là trọng tài không nhìn thấy các bạn ạ. Quả là trọng tài không nhìn thấy đấy, trọng tài không nhìn thấy. Thế xong rồi lúc sau đá xong thì bạn ấy cũng ra, bạn này này, tôi không nhớ tên lắm, nhưng mà bạn cũng ra, bạn ấy xin lỗi, bạn bảo là quả đấy em cũng hơi vội, mấy là em cũng ít đá bóng, em cũng không đá nhiều, cho nên là em không không biết là vào kèm người các thứ như nào đấy. Thế là tôi bảo là không sao em ạ, đá bóng thì trên sân bóng thì tình huống các thứ, với lại bọn anh đá bóng ở ngoài Hà Nội nó cũng không có trọng tài với các thứ, đá thì thi thoảng nó có mấy cái tình huống như vậy, nó không có gì cả đâu đấy. Thế là xong hết rồi, thế là tôi mới là hô lên trọng tài, thế tôi mới hô trọng tài, thế tôi mới bảo là nguyên văn câu đấy là tôi mới bảo là trọng tài mù à đấy, tôi mới hô lên thế, trọng tài mù à, thế là thôi trọng tài tôi ăn thẻ đỏ luôn. Thế là xong xong cái tình huống này thì tôi cũng sau khi mà đá xong trận bóng thì tôi cũng chạy ra tôi xin lỗi anh trọng tài. Thế là tôi cũng bảo với anh trọng tài là thôi anh thông cảm cho em, là em ở trên sân bóng thì nói chung là tình huống thì bọn em cũng nóng tính, thế là có gì anh thông cảm nhé đấy. Thế là anh trọng tài cũng ôi không 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 có gì đâu anh ạ, không 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 có gì đâu anh ạ, tình huống đấy đúng ra là em cũng không nên rút thẻ đỏ đấy, bởi vì biết là anh em đã giao hữu vui vẻ thôi, quả đấy là em rút thẻ vàng thì cảnh cáo thôi, rút thẻ đỏ cũng không nên đấy các thứ, em cũng mất quyền kiểm soát, thì em cũng nghe các bạn khán giả ở ngoài cũng hô thẻ đỏ, thế là em cũng không kiềm chế được cảm xúc, em cũng rút thẻ đỏ ra luôn. Thế là anh em tôi lại bắt tay bắt mặt mừng ấy, lại ok, lại lại bình thường đấy, chả vấn đề gì cả. Với lại nói thật với các bạn là ông trọng tài đấy thì cũng trọng tài là kiểu chủ sân bóng, kiểu ông trọng tài là kiểu chủ sân bóng các bạn ạ, kiểu kiểu không không phải là trọng tài chuyên nghiệp ấy, tức là người ta bảo em không phải là trọng tài chuyên nghiệp đâu, em vào bắt là kiểu cũng kiểu gọi là vào vào bắt cho gọi là có thôi, kiểu em vào bắt cho có thôi. Với lại nói thật với các bạn là đá lúc đầu ấy có mấy tình huống mà kiểu bị bóng vào tay của đội vàng này, đội đội 500 này bị bóng vào tay có mấy quả ấy, kiểu bọn tôi hô lên để tay tiếc các thứ, nhưng mà trọng tài vẫn kiểu không thổi không ngó lơ đi, có một tình huống mà thành bàn và có hai tình huống thành bàn cơ là đều bị chạm tay ấy, nhưng mà kiểu cũng 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 không anh ta cũng không thổi luôn. Thế để tôi đang đợi clip về để tôi check va xem là có vào tay thật không, không biết là các bạn khán giả không biết là các bạn khán giả ngồi đấy các bạn xem là có thấy bị vào tay thật không hay là như nào, nhưng mà bọn tôi rõ ràng là nhìn thấy vào tay thật nhưng mà cũng không thấy, kiểu kiểu anh Tài thổi, nên là tôi phải đợi về check va xem là anh Tài kiểu anh ấy có thổi thật hay không, hay là bị che mắt hay là không vào tay. Nhưng mà sau ở trên sân bóng thì nói thật với các bạn là đá bóng thì nó là tình huống, mà bọn tôi đá thì ở ngoài Hà Nội là đá thì ít khi có trọng tài, nói thật với anh em như thế, bọn tôi đá ở ngoài Hà Nội thì ít khi có trọng tài lắm, thế cho nên là bọn tôi đá nó không quen với trọng tài. Ở trên sân bóng là tình huống mà nhiều khi là tôi cũng không kiểm soát được cảm xúc. Thế sau khi mà xong thì tình huống thì tôi cũng chạy ra xin lỗi anh trọng tài, anh em tay tay bắt mặt mừng. Thế là câu chuyện nó cũng chả có gì căng thẳng cả, nó không có gì đâu, chứ không phải là kiểu bọn tôi kiểu mẹ tôi soạt bóng hay là như nào cả đấy. Đấy khán giả còn kiểu what the fuck thẻ đỏ á, kiểu khán giả còn thẻ đỏ á, kiểu kiểu thế chả hiểu tại sao thẻ đỏ luôn. Tôi kiểu what the fuck thẻ đỏ luôn, thẻ đỏ ra sân xong lại thay người khác vào. Thẻ đỏ ra sân xong lại cho người khác vào, thẻ đỏ làm gì. Đưa sầu thu đi đến với mọi lịch, cái này đỉnh này à này không đi con mày vãi cả lồn thật, em có cả cảnh người ta ăn thẻ đỏ lên nữa mẹ em với cả hình nữa buồn cười quá luôn. Thiệt
Thì đây, ăn thẻ đỏ xong lại vẫn là thay người bình thường. Thế ảo quá Aileen. Thì mặt buồn buồn bởi vì tôi đéo hiểu, tôi đéo nghĩ tại sao mẹ mình lại thẻ đỏ luôn. What the fuck. Luật rừng. Trong màu áo của đội tuyển quốc gia Pháp, xin giới thiệu QNT và Phát Kiếm. Sai. Đỉnh lắm, còn thề bọn tôi phải tập. Tức là lúc đầu bình thường ra là bình thường anh em là kiểu lúc trước khi rehearsal ấy thì cũng chả nghĩ là kiểu mẹ bọn tôi sẽ lên nhảy nhảy như thế này đâu. Thì sau mà xong đến đoạn rehearsal phát, anh đội bảo là lúc giới thiệu team lên ấy là mỗi team sẽ phải có một cái, mỗi team sẽ phải có một cái kiểu đứng kiểu chào hay là đứng tạo dáng hay là làm con mẹ gì đấy trước camera. Thế là bọn tôi quyết định là lên nhảy study. Tôi bảo Tú là đi bạn anh em lên nhảy study, đơn giản thôi, chỉ cần đi bạn làm mấy động tác thế là xong. Đấy, 1, 2, 3, 4, đấy, 5, hết. Thế là xong, thế là anh em mẹ mới đứng khoanh tay phát, thế là đẹp. Đi bạn tập mãi rồi, thế mà thằng Tú vẫn bị chậm các bạn ạ. Cay vãi lìn, thằng này tập mẹ phải, lúc mà trước cái lúc mà lên thì chính thức này phải tập chục lần mà nó vẫn bị trượt, nó vẫn bị chậm hơn so với tôi. Ta phát xin giới thiệu QNT và Phát Game. Anh Ben nói thấy mọi người đá bóng vui quá, hình như tuần sau đội bóng refund here we go siêu tiền đạo anh. Ôi trời ơi, anh cũng mong tuần sau anh Ben đi đá bóng thật, anh cũng mong thế lắm, anh cũng mong thế. Được, anh Ben mà đi đá bóng được thì nó lại là kỳ tích luôn đấy em ạ. Ừ, cũng là kỳ tích đấy. Thật, anh Ben mà đi đá bóng là kỳ tích luôn. Chắc chắn luôn, mẹ bão to thật đấy chứ. Anh cắm sạc cái điện thoại luôn, cho anh tí. Cho tí nữa chiều có điện thoại, chiều có pin dùng. Anh Ben mà đi đá bóng là kỳ tích luôn em, thật. Bây giờ địt quò mẹ. Bây giờ tự nhiên vào một ngày, đùng một ngày, anh Ben ra sân, vào đội trẻ. Thầy Ô Níp ra sân, vào đội già. Đội già thêm một thành viên, đội trẻ thêm một thành viên nữa. Vãi lồn. Đây là những cái điều mà tôi đéo thể tưởng tượng ra được. Tôi không thể tưởng tượng ra được những cái điều đấy nó có thể thành hiện thực luôn các bạn. Trời sập màu phắc. Ừ, trời sập luôn đấy. Sấm chớp bập bùng luôn đấy. Dã man. Ừ, mẹ song long hạ thổ. Hà Nội đón trận mưa to nhất từ trước đến giờ. Thật. Ui mẹ, hai người đấy đeo băng đội trưởng vãi lìn thật. Đấy, sắp tới bọn tôi còn tháng sau bọn tôi còn có chuyến đi du đấu ở Hải Phòng nữa cơ. Tháng sau bọn tôi còn đi du đấu ở Hải Phòng nữa, đi đá sân 11. Mẹ, đá sân 11 thì thôi, chắc cũng đéo đá được, thì sẽ lại bị ăn hành thôi. Đá sân 11 chắc lại ăn hành. Úi giời ơi, đây là những cái bạn mà lúc sau á, đây là lúc sau nha. Lúc đầu là các bạn ở bên trong là được xem trực tiếp rồi. Thế đến cuối của cái buổi sự kiện đấy, thế là anh Độ mới bàn với lại cả bên tổ chức các bạn ạ, để mà tiếp đón những cái bạn ở bên ngoài vào ấy. Là các bạn đứng ở bên ngoài đợi mưa, bởi vì các bạn không được vào bên trong do ở bên trong đã phun người ấy. Tôi hóng hớt được mà nghe phong phanh đâu đó của ban tổ chức mất thêm cái chi phí để thuê thêm và cho anh em vào trong để chụp ảnh với lại quay chữ ký, à xin chữ ký các thứ đấy. Mất thêm chi phí đâu đấy khoảng 5-6 ngàn đô gì đấy. Tôi nghe ở ban tổ chức bảo thế. Tôi cũng không rõ, tôi đi qua tôi hóng hớt được thôi. Tôi đi ngang qua tôi hóng hớt được thôi. Ồ, mẹ dã man thật. Ừ, dã man là để đợi được đến tận. Thì lúc đấy là cái khi mà kết thúc sự kiện là lúc đấy là khoảng 11 giờ. Xong rồi đến 11 rưỡi là các bạn ở bên trong là cũng về gần hết. Thế xong rồi lúc đấy là 11 rưỡi bắt đầu mới tiếp đón những cái bạn mà đợi ở ngoài vào vì trời mưa. Xong các bạn vào trong các bạn mới được chụp ảnh, mới quay chữ ký, xin chữ ký. Thì xin chữ ký với chụp ảnh xong lâu đời đấy khoảng gần 2 giờ sáng. Khoảng gần 2 giờ sáng các bạn ạ.
thề, dã man. Làm hụm nước. Hôm qua mấy thằng em sang chơi mua cho chai nước ngọt. Lâu lắm rồi không được uống, nhưng hôm nay gọi là có chai nước ngọt, thi thoảng uống hụm. Nói chuyện cho nó bon mồm. Xinh nha. Xinh nha. Trời ơi, nó dùng cái app gì mà trông mình đẹp dai quá vậy? Trông mình trắng quá vậy? Được quá vậy? Bây giờ đến tay tôi bây giờ vẫn còn đang vẹn chi chít vết mực này. Hê. Hôm qua bọn tôi ký ở bên dãy, bọn tôi ký kiểu mà tốc độ vãi cả lìn nhá. Tôi ký, Tú ký chuyển tôi phát anh bom thế anh, xong rồi chuyển. Bọn tôi ký nhanh vãi, bên bọn tôi ký nhanh dã man. Anh đã đến dưới góc cam của em. Đẹp dai luôn Quỳnh ơi. Tuyệt vời luôn Quỳnh ơi. Quỳnh chụp anh đẹp luôn Quỳnh ơi. Quần đẹp không? Quần đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhưng mà các bạn thấy không? Các bạn biết tại sao lúc nào tôi cười không? Vui quá thì bạn vui đéo cười đéo được. Các bạn thấy tôi cười không ngậm được mồm không? Bởi vì vui quá, gặp các bạn vui dã man. Mắt liếc anh Độ à, nhưng mà đẹp dai đấy. Có bên đi xăm chữ ký anh Độ lên tay rồi á. Ui, đỉnh. Sao? Ôi ảnh này đẹp này Quỳnh ơi. Ảnh này đẹp đấy em. Thế anh phải tải lên về mới được. Để up story. Tải để desktop đi. Ảnh này đẹp nè. Hình như là mới thêm vào hay sao ấy nhỉ. Đẹp dài chứ. Tươi quá này Lìn. Cầm cúp ngược á? Đâu? À, mẹ thằng Tú. Thằng Tú cầm cúp ngược ạ. À. Thế tôi xoay lại rồi đây này. Tôi không cầm ngược nha. Mẹ tiếc anh không vô địch được á. Ui. Tí nữa chúng ta sẽ nói về cái vụ vào được đến chung kết các bạn ạ. À. Đây cúp đây. Cái cúp lần này ấy, nó là cúp chung hết các bạn ạ. À. Cả nhất hay là nhì, cái cúp to to đại diện đấy là cúp vô địch của Moi League từ mùa trước rồi. Còn cả nhất, cả nhì hay là giải best thì đều được cái cúp như này, y hệt như nhau hết, không có khác gì cả. Nó là như nhau, nó là một hết. Nó gần như là kiểu một cái cúp kỷ niệm thì đúng hơn, chứ nó cũng không hẳn là cúp kiểu ghi là Á quân Moi League hay gì cả. Nó chỉ có mỗi cái đơn giản là Moi League tái đấu thôi, xong một cái cúp. Đây là ai như nhau hết các bạn ạ. À. Nhưng mà ui đông dã man. Ngồi ngoài đông như này luôn á. Khủng khiếp. Dã man nhờ. Đêm đó anh tuyệt lắm, em ra về lúc 1:25 ạ. Ông này chụp được hết luôn. Ôi ông này cũng xin được hết luôn này. Đỉnh đá mà. Đỉnh đấy em. Đấy các bạn thấy không, cái chỗ của tôi ngồi ký này. Các bạn nhìn cái đèn này. Cái đèn đúng cái đèn xanh nó chiếu có mẹ vào người luôn ạ. Đéo mẹ mà nhìn thấy cái gì cả. Đúng cái chỗ mình ngồi luôn ạ. Cái đèn tối om. Mà lại xếp đúng một chỗ cơ ông mẹ mà già đèn nữa, bực thật. Xếp đúng chỗ ông già đèn, mẹ cái đèn tối, ngồi đúng chỗ tối luôn. Được gặp nguyên team refund. Ủa mẹ, cái cảnh này có hai chú đứng đằng sau này, như kiểu như là mẹ đi chia tay các anh đi, các anh đi vào tù. Đi có mà. Trông vui mà. Các anh đi chạy. Các anh đi chạy, các em đến thăm. Con mẹ nó. Cái thật. Đây là lúc mà bọn tôi xuống giao lưu với các bạn đến sau á.
đã đến một số bắt tay với tất cả các bạn luôn, thề bắt tay không biết bao nhiêu người, lần đầu tiên trong cuộc đời được bắt tay với lại cả nhiều người như thế ấy. Thật sự ấy, lần đầu tiên luôn. Mẹ được cái chứ. Bữa đấy Thiện Hưng thì như cũng phải đứng ở ngoài hay sao ấy. Thiện Hưng với bọn thằng Hiếu mốt của tôi phải đứng ở ngoài mà không vào được mà. Đấy, ký cái thứ hôm đấy là ký ký đến tận 2 giờ mà. Ủa mẹ cười vui thế. Sao? Bảnh. Còn nhưng quả quần tôi có mấy chữ phắc kìa. Nhảy lộ mẹ nó cả xịp ra này. Thằng Tú nhảy vẫn chậm nhá. Nhưng mà nhìn vui. Bọn tôi đi vui vãi đái. Em gửi anh Quang ảnh chụp. À hôm đấy là cầm điện thoại của bạn này à. Cầm điện thoại của Dũng à. Hôm anh cầm điện thoại Dũng đây đúng không. Anh đi xuống một vòng anh chụp ảnh với lại các bạn mà. Đông dã man luôn, vui. Đây là lúc sau là bọn tôi ra này. Mày sẽ sói và nói tao không làm được. Đây là lúc sau rồi. Ai gặp tôi mà còn hết lên trên mặt cửa. Từ lời gian dối từ mấy cái mồm tối chỉ mà dẫn tao đi nhầm đường. Thằng homie mới thở phà đi lên lo tao còn thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Đây là lúc sau ra ký đấy. Tôi chỉ để mày sẽ sói và nói tao không làm được. Vui. Cầm chẳng mừng có mấy thằng ai gặp tôi mà còn hết lên trên mặt cửa. Từ lời gian dối từ mấy cái mồm tối chỉ mà dẫn tao đi nhầm đường. Thằng homie mới thở phà đi lên lo tao còn thấy mình như Phạm Nhật Vượng. Tôi chỉ để mặt xỉa xói và nói tao không làm được. Anh ấy cười xinh phết. Ơi giời ơi. Đấy nhá. Chụp ảnh với các bạn nữ này rất đẹp. Các bạn nữ này dùng filter ấy. Các bạn nữ này dùng filter trông đẹp lắm. Trông tôi kiểu hợp với các filter các bạn nữ. Dã man. Mấy thằng con trai chúng nó đến chụp, chúng nó chụp công nghiệp dã man. Cầm bạch cái kiểu. Anh tôi cũng kệ mẹ anh luôn. Thấy mặt là được. Đấy quan trọng. Các bạn nữ chụp ảnh nó về kiểu chỉnh sửa cho người ta nó phải đẹp dai như thế này chứ. Duyệt nhá. Đẹp dai này Duyệt. Anh Tú kiểu ơ sao lại có cả. Cái gì tụi anh là sao? Ồ mấy ông có mấy cái áo đẹp mang đi ký hết. Tôi bảo mẹ mấy cái áo đẹp như này mang đi ký này không sợ hỏng áo à. Chúng nó bảo ơi anh ơi. Vợ em mong anh giữ khoảng cách mặt cười. Cảm ơn Huy nhá. Thế là ơi anh ơi có quả chữ ký này của anh vào mẹ thì bắt đầu nó thì cái áo nó mới mang tầm giá trị lên chứ. Cái đít. Mẹ bắt toàn quấy quả biểu cảm. Trông chán đời không. Mẹ thề toàn ảnh gym hàng ạ. À. Sợ thật đấy. Chả được cái ảnh nào mẹ mà trông đẹp cả. Toàn ảnh gym hàng tôi thôi. Nhưng mà vui. Đây. Đi lại đây đúng fan cam nhà vệ sinh đây các bạn. Fan cam nhà vệ sinh đây đấy, đấy, đi đái, đái, đứng ở trong đái ở ngoài cứ mẹ thấy ô níp. Ơ ô níp ơ. Anh Quang ơi ơ ơ ô níp ơ Pino. Đúng cảnh thăm trại luôn thế. Anh ơi em fan thầy. Ai em cũng fan. Cười vậy này. Em sẽ hát. Anh nhím về đi coi, anh nhím mới giống như chạy. Anh Long. Anh Long. Em phát mà. Em phát. Anh nhím. Giống đúng kiểu tập chạy mà, đéo khác gì cả. Ủa nhưng mà mặc áo này nóng quá. Anh Khôi bảo mẹ chúng ta bọn tao đi vệ sinh chúng mày phải đứng sang bên kia đi. Đi vệ sinh cứ đứng ở đây à. Bực thật. Ở ngoài anh Quang ạ. Ui. Mẹ.
Đông đét. Thằng tí các bạn vẫn phải ngồi xuống để xem chứ đúng không? Ui, mẹ không có chỗ đứng luôn mà. Ui, thế là tức là bên ngoài này cũng đông ngang với cả bên trong. Thế là nếu mà thế, nếu mà tính như thế thì cái sự kiện này ngày hôm qua chúng ta đến đấy phải tầm 4.000 người. Phải 4.000 người luôn. Dã man. Hơn á? 5.000 người. Ui. Ác. Dã man. Các bạn dã man đấy. Thề. Ủa, anh đỉnh quá. Ông Han, anh Bâu à? Anh Bâu rap á? Đâu, anh Bâu rap ở đâu? Anh Bâu rap ở đâu? Instagram hay là ở Facebook? Đâu, xem tin chỗ nào? Instagram. Chết mẹ rồi. Hình như Instagram tôi không có follow hay sao? Chết rồi, không follow anh Bầu Insta rồi. À có. Đâu ai cần bang đâu. When I got shot. Ui, đây à. Được kiểm tra học kỳ. Được vai lìn thề. Ủa sắp bắt đầu rồi này. Có đếm countdown không? Có là chuẩn bị các mọi người. Đếm nhanh chứ. Đếm nhanh chứ. Thì các mẹ chạy thêm tiếng nữa. Bịp vai đi. Bịp thật. Bịp vai cứt. Thế. Chương trình lừa vậy. Thế. Ủa sắp rồi, 3 phút nữa. Lần này không lừa đâu. Lần này không lừa. Ủa bảo mày quay đâu hả? Ủa mọi người hay gì vậy? Hay gì vậy? Quay gì? Cái nào cao nữa đâu? Bảo. Flycam hay máy quay? Hay ai đó ra? Các bạn bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nào nào nào. Chồng chèn thôi. Oh my god. Hơi vội nha mọi người nha. Hơi vội nha. Hơi vội nha. Cho mình qua bên này coi gì. Thông thả, thông thả. À anh Độ ra đông ác các bạn đỉnh. Ủa đây là cổng vào. Tôi nghĩ là bên Intel họ cũng không thể ngờ được là đông như thế. Tôi cũng nghĩ vậy.
đến ban tổ chức cũng không thể ngờ được nó lại đông như thế các bạn ạ. Fan MU này nhìn là thấy xinh rồi nha. Đây là chỗ vẫn các bạn vẫn đứng cam ở khu vệ sinh ạ, thề. Đấy. À anh nhìn. Hôm ở Hà Nội không đông bằng, nhưng mà phải công nhận là fan của anh Nhím với lại cả anh Đẹp là những anh mà độc thân. Các anh vẫn là còn đang độc thân, công nhận là các em hâm mộ quá hung hãn, quá đông mà hung hãn luôn. Anh Nhím với anh Đẹp, anh Bô nữa, ba anh dã man thật, kinh khủng. Bô xăng lửa Zoro rồi. Đi mẹ đi là dễ nhận vãi lồn đầu. Đi đá không yên. Bực thật đấy. Anh thôi em phát thầy. Ai em cũng phê hết chứ. Em sẽ hấp và cái hôm Intel ở Hà Nội chứ có so với hôm offline ở Hà Nội đâu. Em phát anh Diệu. Anh Diệu như ca sĩ. Thề. Anh bài em. Đúng ca sĩ luôn mà. Anh bài em. Ca sĩ xịn luôn ấy. Ờ hôm ấy lại vào thứ ba. Đây anh độ cũng sọc ra này. Đồng vãi. Đi đái khổ. Ui xếp hàng ở tận ngoài này luôn mà. Xếp hàng ở tận ngoài luôn các bạn ạ. Vẫn còn không vào được. Trời ơi. Bảng này từ Moilic này. Ui. Mấy bạn này mang bảng này từ Hà Nội ra luôn á. Đỉnh vãi. Nhưng mà không được vào. Sài Gòn đỉnh thật. Thế. Các bạn đỉnh thật. Ui. Dã man luôn anh em. Hơi tiếc một chút nhở. Nếu như mà chúng ta mà được vào nữa thì có tối là mệt. Nhưng mà các bạn đông như thế. Lúc này là tối rồi, bắt đầu là lúc này là bắt đầu là chương trình rồi. Năng lượng hãy giữ sức thôi. Tại vì đêm nay tí nữa đến đoạn mưa phải cất. Anh em chạy hết mà. Ok không? Mưa về gần hết. À đây, Kunao đây. Kunao xịn này, không lừa này. Kunao xịn này, không lừa này. Nổi da gà, phết đấy. Ok. Bạn vừa xin đang chạy. Mình không thể vượt qua được bộ đội trung vệ của Brazil. Đây là Ronaldinho. Mưa. Sẽ là một đường lên bóng. Mưa. Bắt đầu các em chạy. Rồi Casemiro. Mưa. Vẫn đang luẩn quẩn ở giữa sân. Mưa rồi. Đây đoạn bắt đầu mưa này. 1 2
Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sớm thức dậy ở một nơi xa. Em ơi đi chung với anh. Vui vậy. Yes sir. Cũng không đen lắm anh ạ. Đen vãi trưởng này, trông đèn xanh lè luôn. Trông anh mẹ thành anh da xanh mẹ rồi. Bắc Từ Liêm ạ. Anh thành anh da xanh mẹ rồi. Ừ, các bạn ngày hôm nay đang post mấy cái bài đi offline mọi người này. Post mấy cái bài. Các bạn fan đi xem mà toàn trai xinh gái đẹp thôi. Chết thật đấy. Lúc sau cô ra pull up và anh em vã hồn luôn. Kêu anh em nhảy nhiếc thứ. Nghe nhạc phải nhảy chứ. Ui. Mẹ có clip highlight recap à? Hội những người phải ở ngoài. Tôi quyết định là tôi sẽ làm lại cái phần giới thiệu các đội ra như lúc nãy để các bạn. Ok không? Đội này về còn được tặng một mũ bảo hiểm nữa cơ mà. Team đầu tiên, Domisi và Select. Ok không? Rồi team thứ hai xin giới thiệu các bạn. DJ Chip và Bông Min. Gần nhà tôi, Phát Game và Khuyên Tì. Các bạn, đương kim vô địch của mọi lĩnh tái đấu. Vui quá. Thế Anh 96 và Bomben. Vui mà. Trong màu áo của đội tuyển Brazil là ai nhỉ? Sấy cho quá rồi, bị sấy đã.
sáng ở trên màn hình. Hai giờ đêm vẫn còn lung linh, quen chưa khuyết như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn đầy buông hăng say như ngày trước. Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Lườm à, xin lỗi mọi người, ngồi vào đấy có mệt không? Đây tôi bảo các bạn rồi là các bạn hãy xem lại trong này rồi thì trường cho chỗ để đi về cho các bạn. Và các bạn ở ngoài kia mình phải gặp nhau chứ nhở, mất công đến đây rồi. Cho nên là bây giờ đã có những cái bàn ở đây rồi. Tôi sẽ gọi hết tất cả anh em ra đây và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái dãy bàn này để ký. Được nha. Bạn hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già, nhân lúc bạn còn có thể. Đừng để quãng thời gian sau này chỉ còn ai từ hối tiếc. Đừng để sau này những ngày tháng không gặp được nhau phải tính bằng năm, bằng nhiều năm. Bởi bạn biết không, nếu không phải người bạn mong muốn thì cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Được nhá Thảo nhá. Nếu không phải người mình chờ đợi anh Duyệt như bên cạnh nhá, ai cũng không thấy yên bình. Anh Duyệt bài này nhá. Ở một góc nào đó của Moilic. Chân mập à? Cái đi. Đứa nào ấy? Dô xé à? Má nó cười. Đúng vợ quỷ. Anh qua ở ngoài đẹp trai dễ ơ kìa. Đâu rồi? F5 lại cả xem nào. Như nào? Đợi mãi mới được vào trong đây anh. Thì cuối cùng vẫn được vào rồi còn gì đúng không? Cuối cùng cũng vào rồi còn gì. Sướng thế rồi còn gì nữa. Nhiệt ác. Phải công nhận các bạn khán giả các bạn nhiệt thật. Anh em mà hát hết bài của các ca sĩ thuộc hết luôn mà. Bọn tôi nhảy vãi lìn luôn, không biết có anh em nào quay lại không. Nhưng anh em tôi bọn vác khoác vai nhau nhảy cái đoạn drop đấy vãi cứt. Thề. Anh em bọn tôi cũng nhiệt mà. Nhiệt ác luôn đấy. Cái gì đây? À, đoạn xuống giao lưu đây. Anh Linh. Khiếp mình. Để xem còn bài nào chưa xem nữa không. Không thì xem lại cái YouTube hôm qua. Vẻ mặt háo hức của anh khi được học kêu. Có mấy bạn nhá, có mấy cái tờ này đẹp dã man luôn. Anh em đến xin chữ ký. Nhìn trông chuyên nghiệp thật sự. Bắt chọn khoảnh khắc anh da đen. Tú chậm thế mẹ, Tú nó mà nhanh hơn tí nữa là đều rồi đấy. Thề. Tú nhận chậm vãi đái. Tập vãi lì rồi chứ, cảm thương. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không?
Đấy. Đấy cái chỗ tôi đấy. Lục má nó. Chụp bạn thấy mỗi răng. Đéo thấy người đâu. Cũng cu tè, cũng vui. Đấy, trông không thấy không? Đèn nó xanh này. Trông nó tối dã man. Anh Quang bảo là tháng sau có nhạc mới nha mọi người. Ui hôm qua nhá. Cái câu đầu tiên mà đứa nào chúng nó gặp tôi, chúng nó cũng hỏi: bao giờ ra nhạc đấy hả anh Quang? Hôm qua tôi phải bị hỏi câu đấy khoảng 2.000 lần. Cái đứa nào gặp tôi đó: bao giờ ra nhạc đấy anh Quang? Ui nhưng mà phải công nhận là các bạn fan tôi, các bạn ít xem stream của tôi, nhưng mà hầu như là các bạn toàn hỏi, các bạn toàn nghe nhạc thôi. Tôi đang chả hiểu tôi là streamer hay là tôi là gì nữa. Các bạn chả bây giờ các bạn hỏi anh Mai có về live stream không, đéo. Bao giờ ra nhạc là anh Quang: ủa em hay nghe nhạc anh lắm nhá. Ủa em toàn nghe nhạc anh thôi. Ủa em chỉ nghe nhạc anh thôi, em không xem live stream đâu, em chỉ nghe nhạc thôi. Được. Đứa nào cũng thế các bạn ạ. Chả đứa nào, em không hỏi một tí gì đến việc là anh live stream, là không hỏi một cái gì là việc anh live stream hay như nào luôn. Thề đứa nào anh em nghe nhạc, em nghe nhạc anh, biết nghe nhạc anh nhiều. Ui em chia tay là em toàn nghe nhạc anh. Ui anh ơi nhạc anh là nghe kiểu dã man. Các em, anh là streamer đấy. Không có sức khỏe hỏi nhiều, nhưng mà chủ yếu là hỏi về nhạc. Các bạn hỏi toàn bao giờ ra bài mới thôi. Tháng sau nhá. Ok không? Tháng sau ok la luôn đấy. Tháng sau nhá. Mấy bài cơ mà, lo gì. Ảnh này ảnh ấy tới rồi, anh ấy quay lại nên không chụp ảnh ấy tệ thiệt. Chắc do ảnh không thấy tôi mặc cái áo green lớp. Đồng quá em ạ, à, không thể để ý hết được. Đây, đồng dã man chưa này. Đó, đấy. Các bạn, yêu các bạn. Yêu các bạn thân yêu. Em quạt các anh, cháy quá các anh ơi. Cảm ơn đó là thanh xuân của em. Mẹ lại sắp chia tay rồi à. Còn ánh sáng ở đâu là... ca sĩ còn phải ngồi ngoài nghe nhạc, ca sĩ không được vào. Khổ thật sự. Một chiếc phản. Ui lúc này là lên ký này. Tú bón ngay cho hụm trà sữa. Đói hãi lìn. Làm ngay hụm trà sữa. Vừa đói vừa nóng. Trông nó vui. Nó lại bắt tôi ghép trái tim nữa. Thế bảo lần đầu tiên chưa bao giờ được mà, kiểu cảm giác như là có ngồi bàn fan sai, ngồi ký các thứ như idol mà. Thật đéo tin được. Lần đầu tiên luôn, như kiểu idol Hàn Quốc ấy, bình thường là chỉ được nhìn mấy cái cảnh. À, thằng Khánh, bạn ấy vẽ này. Bạn ấy vẽ cái tranh này tặng tôi. Được, bài này để mai duyệt cho Khánh ơi. Hôm nay duyệt hơi nhiều bài trong group rồi đấy. Mấy fan đời nghe mình xin chào Sài Gòn này. Chào. Ở đâu đây? Em đầu cầu Korea quạt anh Quang. Được em ơi. Chắc lại fan nghe nhạc đúng không? Lại fan nghe nhạc đúng không?
Nhưng mà quả ra nhảy studio là các bạn ngồi xem livestream ở nhà là cũng ác, cũng kiểu oh wow, cũng kiểu ôi vỗ tay đúng không? Quả nhảy studio này trông cũng được vãi lìn còn gì nữa. Đúng không? Đúng không? Cười ấy hơn. Cũng dã man đấy. Ngày này tôi chỉ để mặt xịt xói và nói tao không làm được. Cầu thêm một góc với thằng anh em tao tới và còn hết lên trên mặt cửa. Từ lời gian dối từ mình cả mồm tối. Chúng tôi không vỗ tay à? Ok à. Mẹ phải vỗ tay chứ. Đâu F5 lại, Kian bảo F5 lại là có ảnh à? Đâu. Đâu. Ai cũng xinh. Ui. Ui, điện thoại bạn này nhiều ảnh của anh em cầm thế. Được vãi lìn nhờ. Tổng hợp luôn à. Được thật sự đấy. Đêm đó anh tuyệt lắm. Cày vậy luôn. Chiều thầy vui mà. Bực vãi đái thề. Mê cái làn da trắng nõn nà của anh này. Chết thật đấy. Các bạn nữ đấy, thấy không? Các bạn nữ chụp ảnh cho anh này, trông anh trắng trẻo đẹp da này cơ mà. Thấy chưa? Mấy em đực chúng nó chụp ảnh, chúng nó chả chỉnh cho anh gì cả. Trông anh đen thùi lùi. Filter trông anh trắng sáng thế này. Nhưng mà Giang Khảnh xinh nha. Ok rồi đấy, ok.